Tập 2, Hạt Châu. Trong sơn động tối tăm, dưới ánh lửa có thể thấy một lão nhân. Hắn là lão Vu Trúc của bộ lạc. Trên người lão Vu Trúc mặc một chiếc áo da thú, nằm trên một cái chiếu cỏ, toàn thân đầy vết thương. Lão Vu Trúc, ngày sau rồi. Cổ Trần ngưng trọng tiến tới xem xét, phát giác lão Vu Trúc đã hấp hối. Tộc trưởng, ngài đã đến. Lão Vu Trúc chậm rãi mở đôi mắt đục ngầu, nhìn thấy hắn tỉnh lại. Cổ Trần trầm giọng nói, lão Vu Trúc, nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra, là ai khiến ngươi bị thương thành như vậy? Là Phúc. Lão Vu Trúc vừa muốn nói chuyện lại phun ra một ngụm huyết. Sắc mặt hắn trắng bệch, tay gắt gao nắm lấy tay của Cổ Trần. Hai mắt đục ngầu bỗng lóe lên một đạo quang mang. Sắc mặt trở lên hồng hào, tựa như hồi quang phản chiếu. Tộc trưởng, ta thực xin lỗi, bộ lạc dùng cùng tộc nhân, lão Vu Trúc bị thiết lói. Tế thần, là tế thần nổi giận, nó đột nhiên triệu kiến ta đòi 20 tộc nhân trẻ tuổi, ta không đồng ý, nên trực tiếp bị nó đánh thành như vậy. Ta thật có lỗi với bộ lạc. Mặt lão Vu Trúc đầy huyết cùng nước mắt, miệng lại phun ra huyết tươi, kém chút không thở nổi. Cổ Trần vội trấn an nói, lão Vu Trúc, ngươi cứ nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi khỏe rồi lại cho ta biết tế thần rốt cục là thứ gì, vì sao chúng ta hiến tế tộc nhân cho nó. Không, ta không có thời gian, nếu không nói sẽ không còn cơ hội. Sắc mặt lão Vu Trúc đầu phấn khởi, tinh quang lấp lóe, nhưng Cổ Trần lại hiểu đây là hồi quang phản chiếu, nói rõ sau lúc này lão chắc chắn phải chết. Tế thần nó rất cường đại, bộ lạc chúng ta tựa như dê bò bị nó nuôi nhốt, chúng ta không thể phản kháng bởi chúng ta không có sức mạnh. Lão thở dốc nói, chính vì vậy mỗi năm chúng ta đều phải dâng tộc nhân mình cho nó ăn, chúng ta vô năng. Lão đầy bi thương nắm chặt tay Cổ Trần gần từng chữ. Tộc trưởng, ta phát hiện một bí mật của tên tế thần này, nó đang bị trọng thương, vì vậy mới đột nhiên đòi tế phẩm. Ta đã sắp chết, cả đời chỉ hối hận không thể giúp bộ lạc thoát khỏi ách lô hộ. Những tộc nhân bị chúng ta đưa đi thực thê thảm, chúng ta có tội, thẹn với bộ lạc cùng tộc nhân. Nói đến đây, lão Vu Trúc trừng mắt một cái, cắn răng nói, tộc trưởng, trước khi chết, ta sẽ đem một thân lực lượng truyền cho ngài, hy vọng ngài có thể dẫn dắt bộ lạc thoát khỏi lô dịch, giành lấy tự do. Chúng ta không làm đồ ăn, không làm nô lệ, lão Vu Trúc nói xong, không đợi Cổ Trần kịp phản ứng, trực tiếp đặt một tay lên đỉnh đầu hắn. Lão Vu Trúc, ngươi! Cổ Trần kinh hô, đang muốn nói gì đó, kết quả lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng từ đỉnh đầu truyền vào cơ thể, khiến hắn ngây người tại chỗ. Ông chỉ thấy toàn thân lão Vu Trúc bốc lên huyết quang quỷ dị, trên mặt hiện lên một ấn ký kỳ quái, lộ ra khí tức cường đại. Cổ Trần chấn kinh, đáng tiếc đã không lo được chuyện này, bởi hắn cảm nhận được một cỗ cự lực từ tay lão Vu Trúc truyền tới, trực tiếp tiến nhập vào cơ thể hắn. Lão Vu Trúc, đây là cái gì? Cổ Trần khẽ kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn thân đau như muốn lứt. Cỗ năng lượng kia tới từ thân thể lão Vu Trúc, đem một thân lực lượng truyền vào cơ thể Cổ Trần. Trước khi chết, truyền lại toàn bộ. Tộc trưởng, đây là nguyên căn sức mạnh của tế thần mà ta phát hiện được, thần văn. Ta phát hiện lấy huyết khí bản thân, ngưng tụ ra thần văn, nhờ đó mà thu được lực lượng cường đại. Đây chính là thứ duy nhất có thể chống lại lực lượng của thần. Hai mắt lão Vu Trúc lại ánh lên nói, tế thần không phải bất khả chiến bại, hơn nữa hiện nó bị thương. Đây là cơ hội duy nhất của bộ lạc chúng ta, đáng tiếc ta đã không còn cơ hội nhìn thấy. Tộc trưởng, tương lai bộ lạc hoàn toàn dựa vào ngài. Lão vừa nói xong, hai mắt liền nhắm lại, toàn thân suy bại ngã xuống, trong chớp mắt đã biến thành một thi thể, triệt không còn sinh cơ. Lão Vu Trúc chết. Ông, giờ phút này trong đầu Cổ Trần bỗng ong ong lên, sau đó cỗ lực lượng như đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể liền bị hút vào trong đầu. Oanh một tiếng, đại lão Cổ Trần oanh minh,
ngay sau đó liền nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Cái này, đây không phải là hạt châu phong thủy mua ven đường sao? Lòng hắn kinh hô một tiếng, vậy mà nhìn thấy một hạt châu thần bí lơ lửng trong đầu. Hạt châu thần bí yên tĩnh trôi nổi, đem lực lượng lão vô trúc vừa truyền cho hắn hút sạch. Hạt châu thần bí màu đen thực sự chính là hạt châu phong thủy kỳ quái mà hắn mua về trang trí. Vẻ ngoài đen như mực không chút nổi bật, không nghĩ tới nó lại xuyên tới cùng hắn. Cổ Trần bỗng tỉnh ngộ, thậm chí có suy đoán cả gan. Có lẽ việc hắn xuyên tới đây là có quan hệ với hạt châu này. Sau đó Cổ Trần lại kinh ngạc, bởi hắn phát hiện hạt châu thần bí này có một tác dụng, chính là tồi thể. Lực lượng mà lão Vu Trúc truyền tới bị hấp thu nó, sau đó nó liền như bị kích hoạt mở ra một loại công năng, tồi thể. Tồi thể, Cổ Trần kinh nghi bất định, nhìn hạt châu thần bí kia. Một ý nghĩ hiện lên, cắn răng trực tiếp câu thông nó, muốn xem cái gọi là tồi thể có phải như hắn nghĩ không. Ông vừa câu thông tới, chỉ thấy một hạt châu thần bí khẽ run lên, một cỗ lực lượng huyết hồng bàng bạc từ trong tuôn ra, nháy mắt bao phủ toàn thân. A, Cổ Trần lại cảm nhận thống khổ to lớn, toàn thân co rút đau đớn khiến hắn không kìm được mà lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, chỉ cảm thấy toàn thân như ngập trong dung nham, lục phủ ngũ tạng bị dung nham thiêu đốt. Xì xì, lúc này lỗ chân lông trên cơ thể Cổ Trần bỗng tuôn ra một cỗ dịch nhờn đỏ, theo đó còn có mùi hôi mãnh liệt. Trong lúc này Cổ Trần chỉ cảm thấy đầu óc oanh minh, tựa như thiên lôi cuồn cuộn chấn động tới đầu óc mơ hồ. Trong chốc lát, Cổ Trần cảm thấy hạt châu thần bí kia yên tĩnh lại, tựa như dùng hết năng lượng quang mang ảm đạm xuống, không còn tí đi xúc động. Đây chính là tồi thể, Cổ Trần tỉnh thần lại, cảm giác lại thống khổ vừa rồi như chưa từng xuất hiện ra, thay vào đó là cảm giác cường đại chưa từng có. Cường đại nhẹ nhõm, toàn thân như gỡ được vô số kìm kịp, khiến hắn cảm giác nhẹ nhàng đầy lực lượng. Lực lượng của ta, Cổ Trần đầy chấn kinh, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể phun trào, một quyền có thể đánh nổ một gốc đại thụ. Đó là cảm giác lắm trong tay lực lượng, hắn mạnh lên. Trong sơn động, Cổ Trần đứng một mình nơi đó, trên mặt vừa có kinh hỉ vừa có ngoài ý muốn, cảm thụ cảm giác cường đại trong cơ thể dâng trào. Ầm, Cổ Trần nhẹ nhàng huy quyền, không khí lập tức vang lên tiếng khí bạo, lực lượng cường đại khiến Cổ Trần chấn kinh. Thật mạnh, lực lượng ta hiện tại chỉ đã siêu việt hắc thủ, thực không thể tin nổi, hạt châu này đến cùng là cái thứ gì? Cổ Trần tuy chấn kinh nhưng cũng đầy vui sướng, trong đầu liên tục lóe lên các câu hỏi. Trong đầu hắn, hạt châu thần bí cứ thế nơ nửng ở đó, tàn ra một cảm giác như muốn thôn phệ tinh thần, khiến lòng người hoảng hốt. Hạt châu trước đó đen thui không đáng chú ý, nhưng xem ra không đơn giản chút nào. Nó khiến người cảm thấy nó chính là một cái lỗ đen. Cổ Trần suy đoán là một lực lượng lão Vua Trúc mới truyền cho hắn đã kích hoạt thứ này, từ đó giúp hắn thu được một lần tôi thể. Cỗ lực lượng mà lão Vô Trúc truyền cho hắn đã bị hạt châu này hút sạch, sau đó mới công kích công năng tồi thể. Có vẻ như hạt châu này cần năng lượng mới có thể sử dụng được. Trước khi lão Vô Trúc chết, lão truyền cho hắn lực lượng giúp Cổ Trần kích hoạt hạt châu thần bí, mở ra công năng tồi thể, thân thể thu được một loại thuế biến nào đó. Sau khi tồi thể, các mặt cơ năng đều có tiến bộ nhảy vọt. Về mặt lực lượng hiện tại của hắn đã hoàn toàn vượt qua lực lượng của người thường, mạnh hơn trước khi được hạt châu này tôi thể, không chỉ một lần. Hạt châu, đến cùng ngươi là thứ gì? Cổ Trần không nhịn được mà tò mò. Hắn không cách nào khống chế hạt châu thần bí này, hiện tại mới chỉ kích hoạt được một công năng duy nhất của nó, chính là đổi năng lượng lấy cơ hội tôi thể. Như lần vừa rồi, chỉ cần hắn có đủ năng lượng, hạt châu này sẽ trải qua một cỗ năng lượng thần bí, khiến thân thể hắn được thôi luyện, không có cực hạn. Nghĩ tới đây, Cổ Trần không nhịn được mà kích động. Thứ này khiến hắn thấy được hy vọng. Mặc dù trước mắt chỉ phát hiện được một công năng này, nhưng Cổ Trần đã rất thỏa mãn. Tính tới hiện tại, hắn mới cảm nhận được căn cơ để bản thân đặt chân ở cái thế giới man hoang đầy uy nguy hiểm cùng không biết này. Nhân sinh của ta đã bận. Cổ Trần
đầy vui vẻ, tâm lý kích động khó nhịn. Có hạt châu thần bí này, hắn rốt cuộc đã thu được lực lượng cùng tự tin. Đây chính là bí mật lớn nhất, cũng là át chủ bài của hắn. Chỉ cần có đủ năng lượng, hạt châu thần bí này có thể khiến hắn tồi thể vô số lần, từ đó biến trở lên cường đại. Đây chính là lực lượng. Nhưng rất nhanh, Cổ Trần lại bi thương trầm mặc, nhìn thi thể lão Vu Trúc, nói khẽ: "Lão Vu Trúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hạ được kẻ gọi là tế thần kia, báo huyện hận cho mọi người cùng tộc nhân đã uổng mạng." Tế thần, ánh mắt Cổ Trần lóe hàn quang. Đằng sau bộ lạc có một tôn tế thần, vậy mà hàng năm đều phải dâng tộc nhân cho nó ăn. Đây là việc tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nó phải chết. Cổ Trần cắn răng, lắm quyền, mặt lộ sát cơ. Nếu như trước kia hắn vô phương phản ứng, nhưng giờ có hạt châu thần bí này đã khác, có lẽ hắn có thể trừ bỏ tên tế thần tà ác này. Tộc trưởng, trong lúc nghĩ ngợi, bên ngoài lại truyền tới một thanh âm là hắc thổ. Hắn đứng ngoài hang động cuống cuồng chờ đợi, nhưng không có Cổ Trần cho phép, cũng không dám bước vào trong động. Các tộc nhân khác cũng đều mong mỏi chờ đợi, chờ tộc trưởng đi ra. Rất nhanh cửa động xuất hiện một bóng người, chính là Cổ Trần, sắc mặt âm trầm đi tới. Lão Vu Trúc chết, Cổ Trần vừa ra trực tiếp truyền tin tức. Soạt, Vu Trúc chết rồi. Đám người xôn xao, từng người lộ vẻ bi thống. Vu Trúc là người có địa vị cực cao trong tộc, chuyên môn giao tiếp với tế thần. Mà Vu Trúc còn có lực lượng của tế thần, điều này khiến địa vị của hắn trong bộ lạc rất cao, đôi khi còn có uy vọng hơn tộc trưởng. Nhưng giờ lão Vu Trúc chết rồi, nửa năm trước lão tộc trưởng chết, giờ lão Vu Trúc cũng chết, thực sự khiến rất nhiều tộc nhân lo sợ bất an. Nhìn mặt mũi tộc nhân trở lên đầy bi thống, tâm lý Cổ Trần cũng khó chịu, một cỗ áp lực như đè nặng trên vai. Tiểu Hắc, thông báo tộc nhân khác chuẩn bị cử hành tang lễ cho lão Vu Trúc. Cổ Trần mặt không đổi sắc, nói ra quyết định. Tang lễ là nhất định phải có, thân là Vu Trúc của bộ lạc, sau khi chết nhất định phải cử hành tang lễ. Mà Cổ Trần quyết định không tiếp tục nghe theo lệnh của tên tế thần kia. Hiện hắn là tộc trưởng, tự nhiên không cho phép dùng tộc nhân của mình đi tế tự tế thần. Hiện tại hắn quyết định muốn trừ bỏ tên tế thần trong cấm sơn kia. Một năm ăn 10 tộc nhân, giờ còn càng đòi 20 tộc nhân. Thân là tộc trưởng, Cổ Trần tự nhiên không cho phép chuyện này phát sinh, nhất định phải trừ bỏ nó. Đương nhiên, muốn tiêu diệt tế thần, chỉ với lực lượng hiện tại của hắn là tuyệt đối không đủ bữa cho nó. Có điều hắn có lòng tin, bởi hắn còn có hạt châu thần bí. Chỉ cần bổ sung năng lượng, hắn sẽ lại thu được một lần tồi thể, không ngừng mạnh lên. Còn việc làm thế nào để thu hoạch được năng lượng, hắn đã biết. 3 ngày hy vọng tới kịp, ánh mắt Cổ Trần rơi vào phía sau núi, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, kiêng kỵ thật sâu, sát khí cùng với đó cũng ngừng lại. Hắn chỉ có thời gian 3 ngày, bởi tên tế thần kia đã nói, trong 3 ngày nhất định phải dâng lên 20 tộc nhân trẻ tuổi để làm tế phẩm cho nó. Nếu không, sẽ động thủ diệt toàn bộ lạc. Hắc thổ cúi đầu xuống, thận trọng hỏi: "Tộc trưởng, bên kia tế thần..." Cổ Trần trầm mặt xuống, thận trọng hỏi: "Đừng nhắc tới tế thần, việc này ta tự có chừng mực, trước cứ cử hành tang lễ cho lão Vu Trúc, việc còn lại nói sau." "Vâng, tộc trưởng." Hắc thổ cung kính lĩnh mệnh, lập tức đi làm. Lão Vu Trúc chết, tin tức truyền ra khiến toàn bộ tộc nhân trên dưới đều bi thống, ai lấy không tránh được vẻ bất an. Xong, Vu Trúc đã chết, tế thần nổi giận, bộ lạc chúng ta xong rồi. Một lão nhân lộ vẻ tuyệt vọng, tộc nhân trẻ tuổi lại càng sợ hãi hơn, sợ bị chọn làm tế phẩm. Theo lão Vu Trúc chết đi, lòng người đầy bàng hoàng. Không bao lâu trên đất trống đã tụ tập ít lít nhà lít nhít tộc nhân, già trẻ nam nữ đều có, từ người mặc áo lá áo da, nguyên một đám dã nhân. Cổ Trần quét mắt qua nhìn tộc nhân, thầm thở dài. Vị trí tộc trưởng này của hắn thực có chút uất ức. Bộ lạc một nghèo hai trắng thì cũng thôi, lại còn có một tên tế thần đòi ăn người. "Bắt đầu đi,
trên sườn núi cổ Trần, cầm thạch mâu, trầm trọng nhìn hai tộc nhân nâng thi thể lão Vu Trúc đi tới. Tang lễ bắt đầu, toàn bộ tộc nhân kết thành một vòng tròn, yên lặng quỳ trên đất cầu nguyện, tiễn đưa lão Vu Trúc. Tất cả tộc nhân vẫn đầy bi thương, nhưng càng nhiều hơn là bất an cùng sợ hãi. Bởi ba ngày sau, phải chọn ra 20 tộc nhân trẻ để làm tế phẩm cho tế thần. Tuyệt vọng ha. Mỗi hồi tang lễ kết thúc, lão Vu Trúc được mai táng tại một khe núi sau. Chỗ đó cũng là nghĩa trang của bộ lạc, mà một ngọn núi cách đó 20 dặm chính là Cấm Sơn, bên trong có một tế thần. Cổ Trần đứng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn về phía Cấm Sơn, trong mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo. Tộc trưởng, thời gian đi săn đã đến, lương thực dự trữ không còn nhiều, chúng ta cần phải ra ngoài săn. Lúc này một vị lão run rẩy đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, trong mắt đầy bi ai cùng thống khổ. Lão Vu Trúc chết khiến cả bộ lạc như bị một tầng bóng ma bao phủ. 3 ngày nữa là thời gian tế tự, đại biểu cho việc 20 sinh mệnh trẻ tuổi trong bộ lạc phải đưa đi hiến tế cho tế thần. Tế thần đại biểu cho lực lượng cùng khủng bố, ai dám phản kháng. Cho nên, người trong bộ lạc chỉ có thể yên lặng thút thít. Không ít tộc nhân trẻ tuổi đang chờ vận mệnh lựa chọn. 3 ngày sau ai sẽ thành tế phẩm, hiến cho tế thần. Nhìn thấy nguyên một đám tộc nhân khủng hoảng, đờ đẫn, cổ Trần càng kiên định hơn việc phải trừ bỏ tên tế thần kia. Đi săn sao? Cổ Trần yên lặng nhìn bầu trời, thầm suy tính xem làm thế nào để mạnh lên. Căn cứ theo tin tức từ Hạt Châu, thần bí truyền ra, muốn thu được năng lượng tồi thể cần phải bổ sung một năng lượng khác cho nó, mà cách thu được năng lượng này chính là đi săn sinh vật, từ đó thu được năng lượng mà kích hoạt công năng tồi thể. Tiểu Hắc, triệu tập dũng sĩ trong bộ lạc, chuẩn bị đi săn. Hắn hít sâu một hơi, phân phó cho Hắc Thổ đứng sau lưng. Chỉ thấy Hắc Thổ cầm thạch mâu sải bước đi tới, thân thể cao tới 2 thước, lộ ra một cỗ khí tức cuồng dã. Hắn là kẻ to cao nhất, mạnh mẽ nhất bộ lạc. Bộ trưởng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Thổ đi tới cung kính hành lễ, trên mặt vẫn còn vẻ bi thương. Tương lai của bộ lạc thực sự mờ mịt. Cổ Trần không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu, lại nói ra một quyết định khiến người bất ngờ. Lần này ta quyết định tự chỉ huy tộc nhân xuống núi đi săn. Một câu nói khiến đám tộc nhân ở phụ cận đều phải ngây người. Nguyên một đám khiếp sợ nhìn cổ Trần. Tộc trưởng tự đi săn, đây là một việc vô cùng hiếm thấy. Bởi thân là tộc trưởng, là chỗ dựa tinh thần cho cả tộc, việc đi săn tồn tại nguy hiểm không rõ, không cần tự đi săn. Nhưng cổ Trần đã quyết định muốn ra ngoài đi săn, bởi hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cần lực lượng cường đại hơn, đi săn là đường tắt duy nhất. Mà hắn chỉ có thời gian 3 ngày, nếu không thể thu đủ lực lượng đối kháng tế thần, tương lai của bộ lạc sẽ thực không còn hy vọng. Phía trước bộ lạc, một đám người nguyên thủy tụ tập, từ người mặc áo da thú, tay cầm thạch mâu, mộc cung, chờ xuất phát. Bọn họ đều là thanh niên trai tráng trong tộc, trọn vẹn 100 người tụ tập, một chỗ liền lộ ra vẻ hùng vĩ. Trước đó đã có một nhóm người xuống núi, đó là đội ngũ phụ trách bắt cá dưới núi. Số lượng còn càng nhiều hơn, còn một nhóm khác là lữ nhân trong bộ lạc, đã qua mảnh rừng dưới núi kia hái quả dại. Đây là một nguồn lương thực chủ yếu của bộ lạc. Nhìn các dũng sĩ trước mắt, cổ Trần thực sự cảm thấy phiền muộn. Đám người này thực sự chỉ là một đám dã nhân. Nhìn đống vũ khí trong tay đám người, mâu thì là một khúc gậy buộc với một mảnh đá được mài sắc, cung còn càng đơn giản, chỉ là một cây gậy buộc 2 đầu nại. Quả thực là khẩu tới mức khiến người tuyệt vọng. Mang theo cái đội ngũ này có thể săn được con mồi cỡ nào? Suy nghĩ một chút, muốn dựa vào đội ngũ này để đối kháng tế thần, căn bản là tới để đưa đồ ăn. Nghĩ tới đây, cổ Trần càng thêm trầm trọng, khát vọng đối với lực lượng càng nên mãnh liệt. Những lần đi săn trước có vẻ như chỉ săn được mấy con nai hoãng, ngoài ra cũng chỉ có mấy con thỏ các kiểu. Hay, có người cũng như không, cổ Trần thầm thàm một tiếng. Lúc này Hắc Thổ từ phía trước đội ngũ đi tới, mặt lộ vẻ lo lắng. Tộc trưởng, ngài thực sự muốn đích thân đi săn? Hắc Thổ lo lắng hỏi. Hắn nhìn cổ Trần cung kính nói tiếp, ngài là tộc trưởng không nên dính vào việc nguy hiểm này.
việc trong bộ tộc cần phải có ngài phân phó. Đúng vậy, tộc trưởng, ngài không nên đi thì hơn. Tộc trưởng, ngài ở lại tộc, chờ chúng ta trở về là được. Đúng vậy, dưới núi quá nguy hiểm. Đám người, ngươi một câu, ta một câu, đều muốn khuyên vị tộc trưởng cổ trần này của mình không nên xuống núi, an tâm ở trong bộ lạc là được rồi. Thân là tộc trưởng, là chủ tâm cốt của cả tộc, không cần mạo hiểm đi săn. Không cần nói nữa. Cổ trần khoát tay ngăn cản đám người, sắc mặt kiên quyết. Thần tình hắn lại nghiêm túc, giọng nói không cho phép nghi vấn. Ta thân là tộc trưởng, nếu cứ mãi ngồi trong tộc, sao có thể dẫn dắt bộ lạc đi hướng phồn vinh? Xuất phát, đi săn, hết thảy vì bộ lạc. Cổ trần giơ cao trưởng mâu hét lớn, dẫn đầu nhanh chân hướng về núi mà đi. Hết thảy vì bộ lạc, 100 dũng sĩ bộ lạc phía sau, giơ trưởng mâu, mộc cung cùng hô to. Ý chí mạnh mẽ, nguyên một đám hùng dũng oai vệ, đi theo cổ trần, trùng trùng điệp điệp xuống núi. Trong bộ lạc, rất nhiều tộc nhân khác cùng nhìn thấy cảnh này. Tâm tình bi thương trước lúc nháy mắt trở lên vui mừng, thay cho tộc trưởng. Tộc trưởng có suy nghĩ thế này mới thực sự là chủ tâm cốt, mới thực sự là tộc trưởng. Mà đã là tộc trưởng tốt, nhất định phải ủng hộ. Sơn dân bộ lạc Nguyên Thủy, nguyên một đám đều đơn thuần như một tờ giấy trắng. Chỉ cần ngươi đủ tốt với họ, thậm chí suy nghĩ cho bọn họ, lập tức có thể thu được kính ngưỡng vô hạn. Kỳ thực, cổ trần kiên quyết xuống núi, theo bộ lạc đi săn. Lời cơ bản là vì hạt châu thần bí trong đầu kia. Hạt châu thần bí kia có thể giúp hắn mạnh lên, nhưng điều kiện là cần năng lượng bổ sung. Chỉ cần thu hạ dã thú, từ đó thu được năng lượng cho hạt châu, như vậy hắn có thể không ngừng lớn mạnh. Hắn cần lực lượng cường đại, chỉ có lực lượng đủ mạnh mới có thể đối kháng tế thần sáu núi, mới có thể diệt trừ được nó, giành lấy tự do cho dân cho bộ lạc. Vì mạnh nên cổ trần không quản nguy hiểm, man hoang thế giới này không đối mặt chút nguy hiểm. Sao có thể đối lại, nguy hiểm càng lớn hơn, mà thân là tộc trưởng hắn thực sự cần làm gương tốt, chỉ huy bộ lạc, lớn mạnh, nhưng hết thảy đều cần thực lực làm cơ sở. Dưới núi, cổ trần nhìn về phía thảo nguyên mênh mông phía trước, một cỗ thê lương chi ý đập thẳng vào mặt, tinh thần không kìm được mà chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn xuống núi. Từ khi xuyên tới nơi này, mặc danh kỳ diệu được đề cử làm tộc trưởng, đến bây giờ là lần đầu tiên xuống núi, nhìn thấy thảo nguyên mênh mông vô bờ, tâm cảnh tự nhiên trở lên tinh tế. Tộc trưởng, phía trước là man hoang bình nguyên. Hắc thổ ở bên cạnh nói khẽ, nhưng nói khẽ của hắn cũng đủ cho đám người phía sau nghe thấy. Đám người yên lặng không nói, nghiêm túc nhìn vị tộc trưởng cổ trần này. Man hoang bình nguyên, theo lời các tộc lão thì nơi này có vô số man hoang hung thú. Chúng ta không thể vào sâu, chỉ có thể ở ngoài rìa tìm kiếm dã thú. Hắc thổ nhắc nhở cẩn thận, giảng giải các điều cần chú ý khi đi săn. Đi săn nghe đơn giản nhưng kỳ thực có rất nhiều điều kiện khắt khe, cũng càng có rất nhiều hạn chế cùng cấm kỵ, nhiều chỗ không thể đi. Ví như sâu trong bình nguyên, nơi đó không thể bước chân vào. Tộc lão trong bộ lạc cũng thường xuyên cảnh cáo, chỉ được phép ở rìa ngoài tìm con mồi, một bước cũng không được bước vào trong. Ta hiểu, vậy thì tìm kiếm con mồi ở rìa ngoài. Các ngươi có kinh nghiệm, vậy giao cho tiểu hắc người dẫn đầu, ta theo các ngươi đi săn. Cổ trần tự hiểu lấy bản thân, hắn cũng không ngu xuẩn, tự đại, ta đây. Càng không cuồng vọng nghĩ bản thân là tộc trưởng, phải do bản thân chỉ huy, nơi này không phải địa cầu lúc trước. Man hoang thế giới này, khắp nơi đều là nguy cơ, đội ngũ đi săn này chưa lần nào lành nặn về đủ. Mặc dù chỉ là bên ngoài nhưng vẫn có thể gặp được hung thú cường đại. Nếu gặp phải thứ này, chạy là biện pháp duy nhất. Trước đó đội ngũ này đã từng gặp mấy lần, có hai lần bị hại mấy người vô cùng nguy hiểm. Hắc thổ đi đầu, đội ngũ dọc theo tuyến đường đã khai phá từ từ tiếp nhận vùng ngoài bình nguyên. Không bao lâu đám người đã đi tới một mảnh trũng. Nơi này có nguồn nước lớn, còn có cây cối xanh biếc tùm. Tộc trưởng nhìn xem, ở đó có một đầu man hoang long thú lạc đàn. Trong bụi rậm, đám người ẩn tàng,
Hắc thổ chỉ về một đầm nước, chỗ đó đang có một sinh vật to lớn chậm rãi uống nước. Man hoang long thú, Cổ Trần theo tay Hắc thổ chỉ mà nhìn. Ánh mắt dần trừng lớn, dường như gặp phải thứ gì đó không thể tin nổi. Bên đầm nước, một đầu cự thú dài tới trăm thước đang uống nước, thân thể to lớn, lớp da dày bịch, tứ chi tráng kiện, cái miệng như mỏ chim. Đầu bành ra như một tấm chắn, rìa tấm chắn mọc ra 4-5 cây gai, còn có một cái sừng nhỏ dưới trán, khủng long. Cổ Trần trong bụi cỏ không nhịn được mà trừng mắt, đầu dã thú to lớn đang uống nước kia không phải khủng long đã tuyệt chủng trên địa cầu sao? Mà đầu dã thú này, tên thường gọi trên địa cầu là thằn lằn gai hoặc là nguyên giác long, một loại khủng long ăn cỏ, hình thể to lớn. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy khủng long, một đầu khủng long vốn đã tuyệt chủng trên địa cầu mà xuất hiện trước mắt, được xưng là man hoang long thú. Tộc trưởng, ta là man hoang giác long, tính nguy hiểm không lớn, có thể săn. Hắc thổ ở bên sớm đã hưng phấn không nhịn được. Bọn họ gọi là man hoang giác long, mà Cổ Trần biết gia hỏa này từng là nguyên giác long đã tuyệt chủng trên địa cầu. Quá tốt rồi, chúng ta đúng là quá may, vừa tới đã gặp một đầu long thú lạc đàn, còn là giác long ăn cỏ nữa. Các tộc như đầy hưng phấn, ma quyền sát trưởng kích động muốn nhảy cẫng. Không nghĩ tới mới tới đã đụng được một đầu man hoang giác long, đầu dã thú này không quá nguy hiểm. Đại thu hoạch, vậy hãy săn nó. Để Cổ Trần nếm môi một cái thực sự động tâm. Đời trước hắn chỉ có thể nhìn được thứ này qua sách báo tivi, không nghĩ tới xuyên tới man hoang thế giới này lại có thể tận mắt nhìn thấy sinh vật đã tuyệt chủng trên địa cầu, lại còn có thể săn nó, không thể không kích động. Chỉ là không biết thì khủng long có vị thế nào. Chuẩn bị hắc thổ được Cổ Trần đồng ý, lập tức thu lại nụ cười. Đầu giác long dài tới làm nước kia không phải chút ý thức được nguy hiểm đang áp sát. Một đám người nguyên thủy cầm thạch mâu, mộc cung từng chút bò tới bay quanh nó. Đám người ở đây là những nam tính cường tráng nhất bộ lạc, đều là thợ săn có kinh nghiệm, biết làm thế nào để đối phương phối hợp truy bắt con mồi. Dưới chỉ huy của hắc thổ, 100 người tản ra lặng lẽ bò tới, bụi cỏ rậm rạp trở thành lớp màn giấu đi thân hình bọn hắn. Rốt cuộc khi đám người thành công vây thành một vòng, đầu giác long kia mới nhận ra nguy hiểm. Phúc, giác long kinh hãi hắt một hơi, bất an đảo quanh tại chỗ, dẫm nhẹ trên mặt đất phát ra từng tiếng vang gầm lặng, tựa như đang cảnh cáo định nhân bốn phía. Ô ô một tiếng quái khiếu đột nhiên truyền ra, người đầu tiên nhảy ra khỏi bụi cỏ là hắc thổ. Tay hắc thổ cầm thạch mâu xông ra ngoài, phát động tiến công giác long. Biến cố đột nhiên xuất hiện, dọa cho giác long kinh hoàng kêu to, quay đầu liền chạy. Kết quả lại bị một mũi tên từ gỗ từ trong bụi cỏ bắn ra trúng lên thân thể. Nhưng lớp da của tên gia hỏa này quá dày, mũi tên gỗ trực tiếp bị bật ra. Dùng trường mâu nhìn tới cảnh này, Cổ Trần thực sự có xúc động, muốn đập đầu vào tường, không nhịn được mà hét lớn nhắc nhở. Dẫn đầu cầm một cây mộc thương, dự bị nhắm ngay giác long phi qua. Một thương xé gió gào thét, trong nháy mắt đã cắm sâu vào sau chân giác long. Thương chỉ đâm vào một chút, giác long đau đớn gào to kinh hoàng chạy trốn. Đừng để nó chạy. Đột nhiên đám dũng sĩ trốn trong bụi cỏ đã xuất chuẩn bị xông ra, từng người cầm thạch mâu cản trước mặt giác long. Cổ Trần hơi biến sắc, ý thức được việc không tốt, đám người này thực đúng là không sợ chết, vậy mà lại đứng trước mặt một đầu giác long kinh hoàng. Không phải tới muốn ăn đạp sao? Đầu giác long này dài tới 5 mét, thân thể cao lớn ù ù lao tới, tốc độ rất nhanh, được trùng kích tuyệt đối đạt tới mức khủng bố, dù là một gốc cây lớn cũng có thể đụng ngã, huống chi là mấy người. Tránh ra! Cổ Trần hét lớn, chỉ kịp nhắc nhở một câu đã thấy giác long đâm tới hai tên dũng sĩ. Hai người này trực tiếp bay ra mất mười mấy mét. Mắt thấy tộc nhân bị đâm trọng thương, Cổ Trần hét lớn một tiếng, tay cầm thạch mâu ra tốc xông tới. Tốc độ hiện tại của hắn sau khi trải qua lần tôi thể trước cũng rốt cuộc thể hiện ra lực bạo phát cường đại. Trong 3 giây đồng hồ ngắn ngủi, Cổ Trần đã đuổi kịp giác long,
nhảy lên một cái, tay trái cầm thạch mâu nhắm ngay cái gáy con Giác Long. Phốc, một tiếng vang trầm, thạch mâu khiến thân thể nó không nhịn được mà nghiêng về trước, thống khổ kêu to. Thân thể to lớn theo quán tính mà trực tiếp lăn lộn trên đất, ầm ầm hất cổ Trần bên cạnh bay ra, nhưng hắn lại nhanh chóng đứng lên. Nhìn thấy Giác Long lảo đảo, sắc mặt cổ Trần ngưng lại. Thạch mâu ở lơi cổ vẫn không thể khiến nó ngã xuống, tiếp tục dùng rằng phi lực đại. Mạnh như vậy, cổ Trần kinh hãi lại không kịp nghĩ nhiều. Giác Long đang lao về phía hắn, chớp mắt đã tới trước mặt. Nó thì chậm, mà nhảy ra thì nhanh. Hai chân cổ Trần cứng lại đột nhiên, nhảy bật lên, cả người vừa vặn rơi trên lưng Giác Long, thuận tay nắm lấy thạch mâu còn trên cổ nó ấn xuống. Giác Long phi lực đại đau đớn kích thích nó không ngừng chạy. Một đường mạnh mẽ, không một tộc nhân nào có thể ngăn cản, ngay cả hắc thổ cũng không làm được. Đám người luống cuống nhìn thấy tộc trưởng vậy mà tự mình ngồi trên lưng Giác Long, lại nhìn Giác Long một đường phi nhanh, cỏ dại cùng các bụi bắn đầy trời, chớp mắt đã mất tích. Tộc trưởng, tộc trưởng! Đám người hoảng hốt, hắc cổ cầm thạch mâu ngao ngao đuổi theo đằng sau. 100 dũng sĩ bộ lạc cũng chen chúc lao theo. Lúc này cổ Trần ngồi trên lưng Giác Long chỉ cảm thấy nắc nư rất dữ dội, chỉ có thể nắm chắc thạch mâu không buông. Còn không chết, cổ Trần thực sự kinh hãi, hắn ra sức ấn thạch mâu vào cổ Giác Long. Càng lúc càng sâu, huyết dịch vãi đầy đất, thế mà còn có thể chạy được. Đầu Giác Long dài tới 100 thước này, chạy trọn vẹn tới 20 phút mới dần yếu lại, cuối cùng đổ ầm xuống một mảnh thảo nguyên. Oanh! Giác Long ngã xuống, thân thể cao to đổ xuống đất vang lên một tiếng trầm đục. Cổ Trần thuận thế xoay người nhảy xuống, thở dốc nghĩ mà sợ, toàn thân như nhũn ra. Một đường vừa rồi thực sự quá mạo hiểm, quá kích thích, kém chút đã không thể hạ được đầu Giác Long này. Đi thân thể hắn đã trải qua một lần thôi thể, nhưng dù sao cũng là lần đầu đi săn, hơn nữa còn là sinh vật như Giác Long. Còn may, đầu Giác Long này không có tính công kích, cũng không đáng sợ như hung thú. Nếu không, cổ Trần đã sớm bị tâm lý xong đời. Cuối cùng cũng chết. Cổ Trần đứng lên nhìn Giác Long đang hấp hối trên mặt đất, nhẹ nhàng thở ra. Hắn từng bước đi tới, đang muốn rút thạch mâu trên cổ ló ra, đột nhiên khẽ có một dự cảm bất thường. Nguy hiểm, cổ Trần biến sắc, lông tơ toàn thân lổ tung, cơ hồ bản năng lăn một vòng sang bên cạnh. Ầm, cỏ dại tứ tán bùn đất bắn ra. Cổ Trần đứng dậy nhìn cho bản thân vừa đúng lúc trước, vừa liền đổi sắc. Vị trí lúc trước của hắn hiện tại xuất hiện một đầu dã thú kỳ quái, thân dài 2 mét, hai chân đi bộ, chân trước ngắn nhỏ, móng vuốt sắc bén. Nó màu vàng ố, tựa như hòa vào một thế giới cỏ dại xung quanh, rất khó phân biệt. Vừa rồi vì thế nên mới suýt bị đánh nén. Chảo Long, cổ Trần kinh hô, rốt cục nhận ra lai lịch của đầu man thú này. May mà trước kia từng xem qua mấy bộ phim cùng sách báo về đề tài khủng long, cũng gọi là có chút hiểu biết, nên mới nhận ra đầu man thú trước mắt này. Nó chính là sinh vật đã tuyệt chủng. Chảo Long này còn gọi là khủng long móng vuốt, một trong những loài khủng long tồn tại sớm nhất. Chảo Long đánh nén không thành, quay đầu gào lớn một tiếng với cổ Trần. Cái miệng đầy răng nanh, sắc bén, ánh mắt lộ ra sự hung tàn. Móng trước sắc bén này động tùy thời như chuẩn bị công kích. Cổ Trần ngưng trọng cảnh giác nhìn Chảo Long, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bởi hắn nhớ tới một số đặc điểm của Chảo Long. Chảo Long săn mồi theo đàn. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu Chảo Long. Liệu có phải cũng có nghĩa phụ cận còn có nhiều Chảo Long khác? Quả đúng không sai, sau một khắc, bụi cỏ bốn phương tam hướng bỗng nảy động, một đầu Chảo Long nhảy ra. Trọn vẹn 8 đầu Chảo Long quây thành một vòng, vây cổ Trần cùng đầu Giác Long đã chết lại. Cổ Trần nặng nề, ý thức được việc không ổn, không nghĩ tới lại gặp một đàn Chảo Long. Hắn suy đoán, có lẽ là do Giác Long một đường phi nước đại, huyết trên cổ chảy ra thu hút đám Chảo Long này đuổi theo. Phiền toái, đám đầu Chảo Long nhìn chằm chằm, không ngừng vây xung quanh cổ Trần, khiến hắn càng thêm ngưng trọng.
trong tay không có vũ khí, trong lòng bất an. Lần đầu đối diện với cả một đàn sinh vật dã đã tuyệt chủng trên địa cầu, còn là chảo long nổi tiếng về săn mồi, đây thực sự là một khảo nghiệm nghiêm trọng đối với Cổ Trần. Nguy hiểm từng bước tới gần, Cổ Trần không cảm cử động dù chỉ một chút. Bốn đầu chảo long vô cùng khôn khéo vây xung quanh nơi này, từng đôi mắt đều lộ ra quang mang. Thời gian từng chút trôi qua, sao còn chưa tới? Cổ Trần trầm thấp gấp gáp. Hắn mong đám hắc thổ có thể nhanh chóng đuổi theo, nếu không hắn sẽ nguy hiểm. Tốc độ của đám của tám đầu chảo long rất mau lẹ, hơn nữa lại phối hợp rất ăn ý. Chỉ một mình hắn thực sự hoảng hốt, huống chi vũ khí còn đang cắm trên cổ của giác long, cách hắn tới 3 mét. Khoảng cách này nghe thì ngắn nhưng với tốc độ của chảo long lại chỉ là việc trong nháy mắt. Rát, hai phe đối mặt hồi lâu, một đầu chảo long trong đó đột nhiên há cái miệng gầm thét, ánh mắt nháy mắt một cỗ mùi tanh đập vào mặt, ba đầu chảo long cùng nhau nhảy lên, nhanh như chớp giật, từ ba hướng đồng thời tấn công Cổ Trần. Cổ Trần chợt quát lên một tiếng, huyết dịch toàn thân như sôi trào, thân thể mới được tôi luyện, liền bộc phát một cỗ lực lượng cường đại. Cổ Trần gầm thét, dậm chân vung quyền đánh về phía chảo long. Chỉ cảm thấy một lực lượng trầm trọng từ cánh tay chuyển tới, khiến cánh tay hắn gần như gãy mất, đau điếng chết lặng. Nhưng theo một tiếng vang trầm đó, đầu chảo long kia vậy mà lại gào thét một tiếng, loạn choạng đổ về phía trước, lại bị một quyền của Trần. Cổ Trần đánh cho choáng váng, chuyển hướng gã trên mặt đất. Phốc, cùng lúc đó sau lưng khẽ nhói lên, móng vuốt vạch phá ra Cổ Trần, da thú trực tiếp bị ba cái móng vuốt xé mở. Cổ Trần cắn răng kêu, không kêu một tiếng, theo cỗ lực này mà lăn về phía trước, vừa vặn tránh được một đầu chảo long khác công kích. Hắn lăn một cái, vừa vặn lăn tới bên cạnh thây của giác long, thuận tay vồ lấy rút cây thạch mâu đang cắm trên cổ giác long kia. Lúc này vừa vặn có một đầu chảo long bổ tới trước mặt, cái miệng mở rộng muốn cắn về phía Cổ Trần. Hắn không chút suy nghĩ, nắm chặt thạch mâu quay người đâm thẳng. Phốc, thạch mâu xuyên qua từ miệng chảo long, xuyên vào thân thể, lại phun một đầy trên mặt đất, thân hình chảo long thình thịch đổ xuống đất. Đầu chảo long này bị một mâu xuyên cổ họng, chết ngay tại chỗ. Nhìn một đầu chảo long bị hại, đám chảo long còn lại liền như bị chọc giận, gào lên kêu to, hướng Cổ Trần. Nhìn thấy đám chảo long còn lại phát động tấn công, Cổ Trần hơi biến sắc, một mình hắn biết ứng đối sao đây. Tộc trưởng, chúng ta tới. Đúng lúc nguy cấp, một tiếng hét lớn từ xa truyền đến, chỉ thấy một người cao hơn 2 mét lao tới ầm ầm như một tòa thiết tháp, vạch phá cỏ dại. Ồ, một cái thạch mâu quá phá không mà đến, trong nháy mắt xuyên qua thây của một đầu chảo long khác, ghim nó trên mặt đất, vừa vặn chỉ cách Cổ Trần 2 mét. Đó là hắc thổ, một mâu toàn lực ghim chết một đầu chảo long, không thể không nói. Thạch mâu tuy thô sơ, nhưng với đám người nguyên thủy sức không hề kém dã thú này, uy lực tổng lại cũng không nhỏ. Tộc trưởng, theo sát phía sau, hơn 100 thợ săn trong bộ lạc chạy tới, từng người vung vẩy thạch mâu, mộc cung, phần phật như ong vỡ tổ vì tới, bắn tới mấy đầu chảo long còn lại. Nhìn thấy đột nhiên lại có đại lượng người nguyên thủy xông tới, đám chảo long vừa mất hai đồng bạn liền trở lên luống cuống, nhìn tình thế không ổn liền quay đầu chạy, chui vào thảo nguyên mênh mông, chớp mắt liền không còn tung tích. Đến lúc này Cổ Trần mới có thể chính thức thở nhẹ một hơi, vừa thả lỏng, một cảm giác đau nhức từ sau lưng chuyển đến, tổn thương không nhẹ. Tộc trưởng, hắc thổ hai ba bước cuồn cuộn mà tới, nhìn Cổ Trần trọng thương, sau lưng lại chảy huyết, sắc mặt cũng thay đổi. Tộc nhân khác đuổi tới, khi thấy thi thể giác long cùng hai đầu chảo long, đám người đều biến sắc. Đầu chảo long đầu tiên bị Cổ Trần đánh ngã còn chưa chết, dãy giụa lùng này đứng lên, lại bị mấy thợ săn khác đi tới. Còn mai các ngươi kịp thời chạy tới. Cổ Trần thở nhẹ nói với hắc thổ đang gấp rút. Hắc thổ thì sợ hãi nói, tộc trưởng, ngài bị thương, mau mau dẫn tộc trưởng về bộ lạc.
Bị thương là việc nguy hiểm nhất trong bộ lạc nguyên thủy, bởi một khi thụ thương, chẳng khác nào cho án tử không cách nào trị liệu. Bởi bộ lạc nguyên thủy căn bản không có cách trị thương cho tộc nhân, chỉ có thể chậm rãi chờ chuyển biến xấu cuối cùng, thống khổ chết đi. Tấm gương chết vì bị thương trong tộc có quá nhiều, thậm chí có người vì một vết thương nhỏ nhỏ sau đó cảm nhiễm mà chết. Trong bộ lạc thực ra cũng không phải không có người có thể trị liệu, ví như lão Vu trước đó biết một chút, đáng tiếc giờ đã chết. Bây giờ nhìn vị tộc trưởng cổ trần này bị thương, sau lưng không ngừng chảy huyết, cả đám đều hoảng hồn. Chỉ là một chút vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Cổ trần lại không để ý, nhìn thì thấy vết thương rất khủng bố, kỳ thực cũng không có vấn đề gì, chỉ cần tìm một chút thảo dược thoa lên là được. Nhưng người nguyên thủy không biết, nguyên một đám sợ hãi hoảng hốt, dường như sợ cổ trần lập tức đi đời. Lần này thu hoạch rất tốt, các tộc nhân, trước đem bốn đầu dã thú này về, chúng ta về bộ lạc. Cổ trần lên tiếng, lần này đi săn kết thúc, săn được một đầu giác long cộng thêm ba đầu trảo long, thu hoạch khổng lồ. Lúc này những người khác không chú ý tới, trên những thi thể này tuôn ra một cỗ khí thế huyết sắc kỳ dị. Khí thế kỳ dị nhanh chóng chui vào cơ thể cổ trần, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có bản thân cổ trần phát hiện, trên mặt liền lộ vẻ kinh hỉ. Bởi hắn phát hiện lại có thể thu được một lần tôi thể. Tộc trưởng, mau nhìn cái kia. Đột nhiên một tiếng kinh hô chuyển tới, có người đầy hoảng sợ chỉ về trước mặt. Cái này, cổ trần kinh ngạc dương mắt lên, trong mắt lộ ra một vệt chấn kinh. Chỗ đó là nơi nào? Cổ trần đầu kinh nghi nhìn qua, thấy được một mảnh hoang vu không giới hạn, không có một ngọn cỏ. Khác hẳn nơi bọn hắn đang đặt chân, cỏ hoang tươi tốt, bên đó hoàn toàn là đất cằn ngàn dặm, mặt đất màu đen, không có một cây cỏ tồn tại. Cây cối phụ cận cũng đều khô héo, chỉ để lại thân cây trụi lủi lộ ra một cỗ tịch mịch, khiến người ta không nhịn được mà băng giá. Cấm địa, đó là cấm địa, hoang mang bình nguyên cấm địa. Hắc thổ đầy hoảng sợ hét lên, đám người nghe xong liền đại biến, đám tộc nhân khác cũng đầy hoảng sợ, thậm chí còn không nhịn được mà lui lại. Nhìn về phía vùng đất hoang vu đầy no nắng, cấm địa, trước giờ luôn có một truyền thuyết, trong man hoang bình nguyên có một mảnh tử vong cấm địa, không thể tới gần, phàm là người tiến vào đều phải chết. Không nghĩ tới bọn họ một đường đuổi theo cổ trần, trong lúc vô tình vậy mà lại tới gần phạm vi cấm địa, chỉ kém vài dặm là đã xông vào rồi. Cấm địa, cổ trần cao mày. Hắn nhìn về khu vực hoang vu vắng lặng trước mắt, hoàn toàn không thấy một chút sinh cơ tồn tại, chỉ có một mảnh đất màu đen, còn có thể mơ hồ nhìn thấy hải cốt ùn tùm. Trong đó là gì? Hắn không nhịn được hỏi. Hắc thổ thấp thỏm lo âu rung động nói, tộc trưởng, chúng ta mau về thôi, nơi này không thể tới gần, càng không thể bước vào, nếu không ắt gặp tai họa. Đám người đều sợ hãi, bộ dạng bất an không thể giả bộ, nguyên một đám tràn đầy hoảng sợ đối với mảnh đất hoang vu kia. Đối với điểm này cổ trần có chút không hiểu, càng thêm hiếu kỳ không biết bên trong khu vực này có cái gì, lại khiến người trong bộ lạc nghe mà biến sắc. Chẳng lẽ có hoang mang, hung thú hay là nguy hiểm thần bí khác chưa biết. Tóm lại giờ khắc này cổ trần hắn bỗng có xúc động, muốn đi xem rõ. Mặc kệ nó được xưng là cấm địa, nhưng cũng không thể ngăn được lòng hiếu kỳ kia. Lòng hiếu kỳ của người hiện đại thực sự không chỉ nói cho có. Đối với thứ không biết, cổ trần tràn đầy ý nghĩ do thám tìm hiểu. Đi xem một chút, hắn vừa đề nghị lập tức dọa tất cả đám người, nguyên một đám mặt cắt không còn giọt huyết, hoảng sợ lui về sau. Tình cảnh này khiến cổ trần bất mãn, hoảng sợ thành như vậy, tương lai đối mặt với nguy hiểm thì sao? Có phải trực tiếp ngẩng đầu ấn ngược dương cổ cho người ta đâm hay không? Chúng ta không vào thì ở bên ngoài nhìn một chút. Cổ trần nghĩ nghĩ rồi lại nói, đã tới nơi này rồi, nhìn thấy cấm địa đời đời tương truyền rồi, không nhìn qua một chút, tâm lý thực có chút khó tin. Hắc thổ luống cuống ngần lại, tộc trưởng, không thể đi được, chỗ đó có bất thường, rất nguy hiểm, tới gần ắt có tai họa. Trước đó có tộc nhân sông nầm cấm địa liền không ra được nữa, thậm chí có người chỉ tới gần cấm địa thôi cũng bí ẩn mà chết. Đúng vậy tộc trưởng, chúng ta vẫn là lên về đi, tộc nhân ồn ào khuyên bảo, đều rất hoảng sợ.
không dám bước thêm một bước. Tả Môn vậy sao? Cổ Trần nhíu mày kinh ngạc không thôi. Có lời Tả Môn như vậy sao? Lòng hiếu kỳ của hắn càng lúc càng nặng, suy nghĩ muốn tìm hiểu càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí đã không đè nén được nữa, không nhìn một chút, có ngủ cũng không ngon. Nghĩ tới đây, Cổ Trần kiên định nói, ta đi xem một chút, chỉ ở bên ngoài nhìn xem, các ngươi không cần đi theo, ở ngoài bảo vệ con mồi cho tốt là được. Hắn nói xong không đợi người khác phản đối, lập tức một mình cầm thạch mâu trực tiếp đi qua. Tộc trưởng, đám người kinh hô không nhịn được mà bắt đầu sợ hãi, muốn ngăn đã không kịp. Cổ Trần hướng về phía cấm địa xông ra. Hắc Thổ nhìn Cổ Trần đi tới, sắc mặt biến đổi không ngừng, chần chờ một chút, cuối cùng lại cắn răng cầm thạch mâu từng bước đi tới. Chúng ta làm gì bây giờ? Đám người còn lại hoảng hốt. Tộc trưởng muốn đi cấm địa xem bọn họ lên làm gì. Chờ đã, chờ tộc trưởng cùng Hắc Thổ trở về. Cuối cùng đám người nhất trí quyết định ở tại chỗ chờ. Bọn họ không dám tới gần, chỉ có thể ở đây thủ hộ mấy bộ thây thu được. Nhìn thấy Cổ Trần cùng Hắc Thổ càng đi càng xa, chậm rãi tới gần mảnh đất hoang vu vắng lặng kia, đám người không nhịn được mà run lên. Thật yên tĩnh, phía trước Cổ Trần này lo một mình cầm thạch mâu đi tới, một đường đi tới vô cùng an tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu khóc cũng không có, trống vắng khiến người sợ hãi. Hắn cảm thấy có chút run rẩy, lưng không nhịn được mà lại cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác bất an phun trào, tựa như trước mặt lại có đại khủng bố, đại nguy hiểm. Cổ Trần mấy lần dừng lại yên lặng, nhìn về khu vực hoang vu vắng lặng bát ngát trước mắt, trong đó tồn tại điểm xấu, tồn tại bất tường. Ngừng lại hồi lâu, hắn lại đi tới, Hắc Thổ ở sau mấy lần há miệng muốn gọi vị tộc trưởng này lại. Đường đi tới nữa sẽ rất nguy hiểm, sẽ chết người đấy. Nhưng nhìn thấy tộc trưởng không hề có ý quay lại, Hắc Thổ chỉ có thể kiên trì chịu đựng, trùng kích trong tâm từng bước đi theo. Rốt cục, Cổ Trần đi tới biên giới khu vực hoang vu quỷ dị kia. Nhìn thấy mặt đất trụi lùi, đất cát lâu đen, không có lấy một cọng cỏ. Dưới chân còn có một tầng cỏ dại khô héo. Bốn phía là từng gốc đại thụ hủ mục, không một chút sinh cơ, tĩnh mịch, trống trải, âm lãnh, khiến người ngoài hoảng sợ. Thực sự là một nơi quỷ dị. Đi tới nơi này, Cổ Trần không nhịn được mà hít sâu một hơi. Nơi này quá quái dị. Hắn đầy sợ hãi nhìn về tử vong cấm địa trước mắt. Từng căn xương cốt lộ ra khỏi đất cát dày đặc đáng sợ. Có thể nói nơi này ngoại trừ hài cốt khắp nơi, cái gì cũng không có. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền tới. Cổ Trần khẽ phát lạnh cúi đầu nhìn qua. Hóa ra hắn dẫm lên một khúc xương không rõ của loài nào. Xương vỡ thành mấy mảnh tạo lên tiếng vang như vậy. Bạch cốt âm u khiến người cảm thấy khủng bố. Đưa mắt nhìn lại vẫn là một mảnh hài cốt dày đặc khắp nơi. Còn có vài bộ di hài của sinh vật to lớn đang nặng nặng ở dưới đất. Thậm chí hắn còn thấy không ít hài cốt hình người, tựa như nơi này là một mảnh tử vong tuyệt địa. Chắc không được không có sinh vật nào dám tới gần nơi này, quả nhiên có bất thường rất tà môn. Đây là sinh vật gì? Giờ phút này ánh mắt Cổ Trần rơi vào khu vực cách đó không xa. Trên một mảnh hoang vu có một thây to lớn, vô cùng to lớn, chỉ lộ khỏi mặt đất một lửa nhưng đã cao tới vài thước. Một cái xương liền dài tới mấy thước, cái dài nhất còn tới cả 5 thước, tản ra quang mang dày đặc. Nhìn kỹ trên gỗ di hài xương cốt to lớn này còn có một chút xíu huỳnh quang, khiến Cổ Trần kinh ngạc nhìn tới. Tộc trưởng, hay là chúng ta đi thôi? Hắc Thổ đi tới run rẩy nói ra, rất hoảng sợ. Nhưng Cổ Trần không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bộ xương cốt kia. Ngay phía trước hai người, chừng 200 thước, một nửa chôn dưới đất cát. Hắn cúi đầu nhìn thạch mâu trên tay, lại ngẩng đầu nhìn bộ hài cốt trước mắt. Một khúc xương trên đó có lẽ có thể làm thành vũ khí. Không có một kiện vũ khí tiện tay, sao có thể đối mặt với tế thần sau núi? Muốn hạ được tế thần, ngoại trừ cần lực lượng, còn cần một món binh khí. Dù sao binh khí hiện tại trong bộ lạc cũng quá lạc hậu. Tiểu Hắc, ngươi ở đây chờ ta. Cổ Trần nghiêm túc ra quyết định nói xong, liền đi thẳng vào. Cử động của Cổ Trần lập tức dọa Tiểu Hắc. Ngay tay mắt nhanh nhẹ muốn kéo lại nhưng chỉ có thể mở mắt nhìn Cổ Trần từng bước đi vào cấm địa. Tộc trưởng, Hắc Thổ sợ hãi, đám thợ săn ở phía sau cũng hoảng hồn. Tộc trưởng của bọn họ đã đặt chân vào cấm địa. Lại phải thay sao?
cộc. Cổ Trần bước chân vào trong Hoang Vu cấm địa, lập tức liền cảm thấy một cỗ âm lãnh chi khí từ lòng bàn chân chuyển thẳng lên trán, toàn thân sợ run cả người. Tả Môn, hắn hơi biến sắc, bước tới một bước đã cảm nhận được âm khí nhập thể nội, khiến hắn toàn thân rét run, khí thức bất tường tràn ngập. Việc này làm hắn thực sự chần chờ. Nhưng đã tới đây rồi thì còn có thể lui bước được sao? Cổ Trần khẽ cắn môi, cầm thạch mâu từng bước vào cấm địa. Ánh mắt nhìn chằm chọc vào một bộ hài cốt to lớn, không rõ là của loài sinh vật nào để lại, cực kỳ to lớn, trên xương cốt trụi lùi có một chút u quang. Tộc trưởng bên ngoài cấm địa hắc thổ sợ hãi bất an đi tới đi lui, chỉ có thể nhìn Cổ Trần từng bước đi vào cấm địa, càng đi càng xa, dẫm lên cát đen thi thoảng có thể thấy từng đoạn xương cốt lộ ra, đạp lên phát ra tiếng cọc cọc toàn nứt. Có mảnh xương đã hủ hóa nghiêm trọng, thậm chí có thể là mờ thấy bụi trắng hiển nhiên là cho cốt phong hóa chảy xuống. Phía trước là bão cát tràn ngập, một cỗ cho bụi dày đặc bao phủ đầy trời, che đậy ánh mặt trời khiến cho tia sáng trở nên ảm đạm khác thường, thậm chí có cảm giác dầm mát sầm thể. Càng đi càng gần, Cổ Trần không ngừng tiếp cận bộ hài cốt to lớn kia. 100m, 70m, 50m, 30m. Rốt cuộc khi Cổ Trần tới được trước một bộ hài cốt, lòng liền không nhịn được mà rung động. Hắn đứng trước đối phương nhỏ bé như một con kiến. Từ xa nhìn lại không có cảm giác gì, nhưng tới gần mới hiểu nó lớn tới chừng nào. Chỉ riêng bộ phận nổ ra ngoài đã phải cao tới 8 thước. Từng căn xương cốt to lớn như cột nhà, có uốn lượn, có thẳng tắp, từng đoạn, nhìn xem liền khiếp người. Còn Cổ Trần gõ nhẹ khúc xương liền vang lên một hồi âm thanh như kim loại giao kích, vô cùng êm tai. Nhưng điều khiến Cổ Trần khiếp sợ là thạch mâu của hắn vừa gõ lên đã liền trực tiếp đứt gãy, mũi thương đá trực tiếp vỡ vụn rơi xuống. Thấy cảnh này Cổ Trần ngây người, khúc xương này quá cứng, đến cùng là sinh vật gì để lại? Hắn có chút không tránh khỏi kinh hãi. Đánh giá bộ hài cốt to lớn, đi vào bên trong, tựa như bước vào căn phòng làm từ xương cốt. Mỗi một cái xương đều to lớn vô cùng, toàn thân chóng ngốt lộ ra huỳnh quang nhàn nhạt, tựa như bên trong có gì đó đang lưu động. Cổ Trần ngạc nhiên cẩn thận quan sát khúc xương, có chút suy nghĩ liệu có thể mang về mài làm binh khí không. Gỗ đá gõ lên nghiền nát, chứng minh thứ này cứng cáp hơn xa đá. Một khi mài sắc, nhất định có thể tạo thành binh khí không tệ. Hắn vứt bỏ khúc gỗ trên tay, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, kiểm tra xem có thể lấy đi thứ gì đó hay không. Có một đoạn xương vỡ, rất nhanh, Cổ Trần tìm được một đoạn xương vỡ dưới đất dài chừng 1,5 m, rộng chừng 3 ngón tay, hẳn là từ chỗ nào đó đứt gãy rơi xuống. Tổng thể thẳng tắp bóng loáng, bộ phận đứt gãy lại có chút bén nhọn, mài một chút chẳng hẳn có thể tạo thành một thanh cốt kiếm không tệ. Hắn đắc ý thu lại, rốt cục có một thứ có thể chế ra bình khí. Mặc dù chỉ là một khúc xương, nhưng độ cứng rắn này chắc chắn không kém đổ sắt. Đinh, gõ nhẹ khúc xương vừa vặn, nhặt lên nút xương. Khúc xương to lớn khác, lập tức truyền ra một tiếng kim loại mãnh liệt, khiến người kinh thán, khúc xương này thực sự cứng rắn như sắt. Bảo bối tốt, Cổ Trần kinh hỉ lập tức thu lại. Hắn tiếp tục tìm kiếm, muốn thử xem một khúc xương nào dài một chút, xem có thể tạo thành một cây mâu tốt hay không. Muốn đi săn thì một cây mâu mới là hợp nhất. Vũ khí trong bộ lạc đều là dùng đá mài thành, nếu có thứ xương cốt cứng rắn thế này chế tạo, khẳng định vừa bền vừa bén. Cứ như vậy Cổ Trần lại tìm được không ít mảnh xương vụn có thể mài thành đầu mâu, cốt đào, các thứ, hợp là thu. Vô phương cả bộ lạc ngoài, nghèo thì vẫn là nghèo, muốn quật khởi nhất định phải tăng cường thực lực bộ lạc. Đây là... Đột nhiên Cổ Trần nhìn thấy một khúc xương cốt thẳng tắp, dài hơn 2m, tựa như một cây mâu bén nhọn. Phần đầu sắc bén còn có xương gai, lít nhà lít nhít né ra hàn quang. Phần đuôi lại mọc ra một cái móc. Nhìn không rõ tác dụng gì nhưng lại khiến Cổ Trần vui mừng quá đỗi. Nhìn khúc xương dài hơn 2m trước mắt, kích cỡ vừa đủ, tuy không mượt mà, nhưng tuyệt đối là một căn cốt mâu tự nhiên sắc bén, thậm chí không cần mài. Là ngươi, hắn nhìn liền chọn chúng, trực tiếp bắt đầu làm việc. Móc khúc xương 2m từ trong đất lên, rất nhanh đã đảo tới gốc. Phần gốc chỉ còn liên kết một chút xíu với chỉnh thể bộ xương,
rất dễ dàng liền có thể lấy xuống. Răng rắc, cổ trần chỉ nhẹ nhàng lay động, gai xương đã trực tiếp gãy xuống, cầm trên tay nặng trịch, chí ít mất phải mấy chục cân. Nhưng lòng hắn có chút bận tâm, yếu ớt như vậy liệu có thể làm thành binh khí không? Không nói hai lời, cổ trần trực tiếp huy động càn cốt màu này, dùng lực đâm vào một khúc xương lớn bên cạnh. Con, chỉ nghe một tiếng vang lớn chuyển đến, gai xương ông ông chấn động, phát ra tiếng gõ đình tai nhức óc, thậm chí khiến mà nghĩ hắn có chút đau nhức. Bảo bối tốt, chính là ngươi rồi. Nhìn gai xương hoàn hảo không tì vết, hắn liền vô cùng hài lòng. Đây chính là binh khí trong thời gian tới của hắn. Cổ trần yêu thích không nỡ rời tay, nhẹ nhàng vuốt ve nên gai xương dài hơn 2 mét, cảm giác chạm vào da mát lạnh, một cỗ khí tức kỳ quái thấu qua bàn tay. Hắn có chút ngạc nhiên, luôn cảm thấy trong gai xương có thứ gì đó, nhưng muốn xem kỹ lại, cảm giác kỳ quái vừa rồi lại biến mất. Được rồi, về thôi. Cổ trần lắc đầu bỏ tạp niệm, không nghĩ nhiều thêm nữa. Thu hoạch hôm nay đã đủ nhiều rồi, không chỉ hoàn thành việc đi săn, còn thu được con mồi không tệ. Càng thu được xương cốt cứng rắn có thể làm binh khí. Tâm tình thật tốt, trực tiếp quay người thu thập đám mảnh xương vừa rồi chuẩn bị rời đi. Ở lại càng lâu, cổ trần càng cảm thấy bất an mãnh liệt, tựa như có nguy cơ tử vong đang tới gần. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ chấn động bất ngờ truyền đến, khiến cổ trần cả kinh biến sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ sâu trong cấm địa xuất hiện một cỗ khắc khí. Khắc khí cuộn cuộn nhanh chóng cuốn hướng bên này. Không tốt, cổ trần có chút run rẩy, chỉ cảm thấy một luồng âm khí đập vào mặt, khiến tay chân rét lạnh. Khắc khí cuộn cuộn kia từ sâu trong cấm địa vọt tới quá đột ngột, không rõ là cái gì, nhưng cảm giác duy nhất là nguy hiểm hoảng sợ. Một cỗ bất thường chi khí tràn ngập trong lòng. Xì xì, lúc này bên ngoài cơ thể truyền tới một cảm giác băng lãnh, tựa như muốn kết băng, lại giống như muốn hòa tan, khiến cổ trần bị dọa phát sợ. Chạy! Cổ trần cơ hồ không cần nghĩ nhiều, cầm đồ liền chạy điên cuồng lao về phía bên ngoài cấm địa. Mau trốn! Hắn vừa chạy vừa hô, sắc mặt cuống cuồng. Hắc khí phía sau cuồn cuộn mà đến, tựa như sóng thần đổ ập lút gọn hết thảy. Bên ngoài cấm địa, hắc thổ cũng cùng đám dũng sĩ biến sắc, sắc mặt đen kịch của hắc thổ cũng biến thành màu trắng bệch, trong mắt đầy hoảng sợ, chiếu rọi hình ảnh hắc khí diệt thế cuốn tới. Đám người đều bị cảnh tượng trước mắt làm ngây người, ô một tiếng, quay người liền chạy. Ầm ầm, hắc khí như nước lũ cuồn cuộn, những nơi đi qua không tha cho cái gì. Bên ngoài vùng đất hoang vu, một đám người nguyên thủy điên cuồng chạy trốn. Nhìn tới hắc khí cuồn cuộn đằng sau đều sợ mất mật. Trốn, 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 đây là suy nghĩ duy nhất của bọn họ. Chỉ một chữ trốn, hắc thổ đi đầu. Tốc độ nhanh nhất nhiều mạng phí nước đại. Đằng sau là hơn trăm dũng sĩ bộ lạc, sợ tới mức tim cật như muốn nứt ra. Giờ phút này chỉ hận cha mẹ không sinh thêm đôi chân nữa. Soạt, hắc khí đằng sau cuốn tới, những nơi đi qua cây cỏ khô héo lập tức mục lát. Cảnh tượng kinh khủng này đám người bộ lạc không nhìn thấy, duy chỉ người còn lại phía sau thấy rõ ràng. Chỉ thấy trong hắc khí cuồn cuộn, một bóng người thực sự phi lước đại. Đó là cổ trần, từ trong cấm địa một đường chạy ra, nhưng vẫn không thể thoát khỏi hắc khí đáng sợ, lập tức bị bao phủ. Vốn cho là bản thân chết chắc, không nghĩ tới trong lúc mấu chốt, hạt châu thần bí trong đầu tác ra một cỗ hắc quang bao lấy cơ thể, vậy mà cản được hắc khí hủ thực. Thậm chí hạt châu thần bí còn hấp thu một phần hắc khí quỷ dị, lặng yên phát sinh biến hóa thần bí. Một đường chạy tới, cổ trần kinh hãi run rẩy, nhìn những nơi hắc khí đi qua vạn vật điêu linh mục lát, thực sự dọa người. Trong hắc khí ẩn chứa bất thường, loại bất thường này lại đại biểu vạn vật mục lát tử vong, cây cỏ thứ mục lát đầu tiên. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Cổ trần vừa kinh hãi nghĩ, không ngừng liều mạng chạy, luôn cảm thấy đằng sau có thứ gì đó khiến hắn hoảng sợ. Bên ngoài hắc khí, đám người bộ lạc điên cuồng chạy. Thậm chí đám dã thú ở gần hoang vu cấm địa này cũng dọa ầm ầm lao đi, lên này loạn thành một bầy. Wow, có dã thú hoảng sợ gào thét, thân thể to lớn bị hắc khí bao phủ, nháy mắt khô héo, thân thể lập tức mục lát. Nhìn thấy cảnh này, đám hắc hổ càng thêm sợ hãi, tốc độ lập tức tăng nhiều. Tiềm năng bị tử vong áp bức bộc phát ra, lập tức vọt lên một đoạn xa.
chạy trọn vẹn 10 phút đồng hồ không rõ hắc khí kia, sau đã dừng mở rộng ầm lúc nào. Đám hắc thổ thở không ra hơi, nguyên một đám không còn sức chạy thêm nữa. Hồ hồ quá đáng sợ. Có tộc nhân tên liệt nằm trên đất, nhìn hắc khí đã đình chỉ khuếch tán, thầm nghĩ rốt cuộc cũng thoát, kém chút đã phải làm lại bên trong. Đám người đều như chưa tỉnh hồn, lòng còn sợ hãi nhìn hắc vụ. Xong, tộc trưởng còn chưa đi ra. Hắc thổ ngồi trên đống cỏ, thần sắc sụp đổ gào khóc. Tộc trưởng bị hắc quỷ đáng sợ thôn phệ rồi. Đám người lập tức bi thương, tộc trưởng lại táng thân trong cấm địa. Hồ, trong lúc mọi người bi thương phát khóc, một bóng người vọt ra từ trong hắc vụ cuồn cuộn. Cổ trầm một đường phi nước đại hắc khí bốn phía nằm hắn, kém chút tuyệt vọng, bỗng nhiên cảm nhận phía trước trở lên thoáng đoãng. Hắc khí biến mất, một mùi cây cỏ truyền vào mũi, khiến tinh thần trở lên chấn động, biết mình trốn ra được, thoát rồi, cổ trần kích động. Phía trước là thảo nguyên mênh mông, rốt cuộc chạy thoát khỏi bất tường bao phủ, thoát khỏi hắc khí ăn mòn. Tộc trưởng, lúc này đám người hắc thổ cũng nhìn tới, lập tức bộc phát từng tiếng reo hò. Người một đám chạy tới, bọn họ vây quanh cổ trần hưng phấn, không nói ra lời. Tộc trưởng không chết, vậy mà chạy thoát được khỏi hắc vụ khủng bố. Quá tốt rồi, tộc trưởng không chết. Hắc thổ kích động hô to. Cổ trần xạ mặt, gõ đầu hắn mắng. Người mới chết, nói lung tung, không phải ta vẫn tốt sao? Vâng vâng vâng, tộc trưởng vẫn tốt. Hắc thổ hung hăng, người ngây ngô, sờ chán, thầm nghĩ. Tộc trưởng đúng là mạnh, gõ nhẹ mà hắn suýt choáng. Nhìn cổ trần không có vấn đề gì, đám người mới thở nhẹ, đúng là thực may mắn. Thật đáng sợ, đến cùng là cái gì đây? Cổ trần quay người nhìn hắc vụ, đang dần thu lại, để lại hoang vu hoàn toàn tĩnh mịch. Những nơi hắc vụ đi qua, tất cả cây cỏ đều khô héo, triệt để mục lát. Nhìn cảnh tượng trước mắt cổ trần, hắc thổ, toàn bộ đám thợ săn bộ lạc, đều trầm mặc không nhịn được mà thầm dùng mình, lòng còn sợ hãi. Thật đáng sợ, có người tự lẩm bẩm, mặt mũi đầy hoảng hốt. Đám người còn lại không khá hơn, gương mặt còn chưa tỉnh hồn. Những thứ vừa xảy ra khiến bọn họ còn thấy mới mẻ, tinh thần còn chưa thoát khỏi nguy cơ. Ầm ầm, một tiếng trầm đục truyền đến, hắc vụ thối lui, để lại vạn vật đều linh mục lát, khiến lòng người rét lạnh. Cổ trần im lặng nhìn cảnh trước mắt, cuối cùng cũng có hiểu biết nhất định về sự đáng sợ của cấm địa. Cũng hiểu được vì sao đám hắc thổ lại sợ hãi đến thế. Đây quả thực là một mảnh tử vong cấm địa, hắc vụ bất tường lúc trước bao phủ vạn vật. Đáng tiếc mấy con mồi kia. Cổ trần khẽ thở dài một tiếng có chút tiếc nuối. Nhưng lúc này một tộc nhân đi tới, tộc trưởng